Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một thủ thuật nữa trên ứng dụng Facebook Messenger. Đó là hướng dẫn cho các bạn cách tạo nhóm trên Messenger nha. Thì đầu tiên để tạo nhóm trên Messenger, các bạn hãy làm theo các bước sau. Các bạn hãy mở ứng dụng Messenger trên điện thoại lên. Tiếp theo các bạn hãy nhấn vào biểu tượng hình coi bút nằm ở phía trên góc phải màn hình điện thoại nha, các bạn nhấn vào. Tiếp theo các bạn hãy nhấn vào tạo nhóm mới. Sau khi đã tạo nhóm mới rồi thì các bạn hãy tìm kiếm thành viên để add vào nhóm đó. Ví dụ như mình sẽ add cái thành viên vào nhóm nha. Rồi mình sẽ add vào một người vào. Tiếp theo các bạn hãy tìm tiếp và add một người nào đó. Các bạn lưu ý là Facebook Messenger yêu cầu lựa chọn tối thiểu 2 người bạn sẽ có mặt trong nhóm chat này để được là thành lập nhóm nha. Sau khi đã lựa chọn xong rồi, các bạn hãy nhấn vào chữ tạo ở phía trên góc phải màn hình đó, các bạn nhấn vào. Thì như vậy là các bạn đã tạo nhóm chat trên Facebook Messenger thành công rồi. Các bạn có thể bắt đầu gửi tin nhắn để trò chuyện. Các bạn cũng có thể quản lý nhóm của mình bằng cách là đổi tên. Ví dụ như mình sẽ đổi tên cái này. Đó, mình sẽ đổi tên nhóm. Rồi các bạn nhấn vào, sau khi đổi xong thì các bạn nhấn vào OK. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách lập nhóm trên Facebook Messenger rồi. Nếu các bạn chưa làm được hay có bất cứ thắc mắc nào, hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ giải đáp chi tiết hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.